Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới thể thao của kênh Bóng đá TV và Thể thao TV ngày 25 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, thông tin Olympic Tokyo 2020 sẽ phải rời sang năm sau là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Olympic Quốc tế và nước chủ nhà Nhật Bản đã đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lời phát biểu mới nhất, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo Olympic Tokyo 2020 sẽ tạm hoãn sau khi ông có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Dựa vào tình hình hiện tại, chúng tôi đã đưa ra đề xuất tạm hoãn Olympic trong vòng một năm để đảm bảo các vận động viên trên toàn thế giới có thể thi đấu trong điều kiện tốt nhất và cũng đảm bảo một giải đấu an toàn cho khán giả. Tôi đã có câu trả lời từ Chủ tịch IOC Thomas Bach và ông ấy cũng hoàn toàn tán thành. Chúng tôi cũng nhất trí Olympic và Paralympic muộn nhất sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2021. Việc Olympic tạm hoãn một năm sẽ để lại nhiều sự tiếc nuối, cũng như tốn kém về chi phí ở nhiều mặt. Nhưng bên cạnh đó là cảm giác nhẹ nhõm sau khi chúng tôi và IOC đã cùng đưa ra một quyết định đúng đắn ở thời điểm này. Và đây có thể là cơ hội để chúng ta có thêm thời gian nhằm chuẩn bị tổ chức một kỳ Thế vận hội còn tốt hơn cả những kế hoạch đã đề ra. Dù sẽ được tổ chức vào năm 2021, nhưng Thế vận hội mùa hè sẽ giữ nguyên tên gọi là Olympic Tokyo 2020 và thời gian sẽ được ấn định trong cuộc họp giữa các bên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ngọn đuốc Olympic đã được chuyển tới thủ đô Tokyo vẫn sẽ được giữ nguyên tại đó trước khi thắp lên đài lửa Olympic vào mùa hè năm 2021. Theo dự tính, Olympic Tokyo sẽ rời lại đúng một năm. Và theo nhiều nguồn tin, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 23 tháng 7 và kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, thì thực tế, các bên liên quan sẽ cần phải bàn bạc thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và theo chia sẻ của Chủ tịch Olympic Quốc tế ông Thomas Bach, thì ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn chưa đề cập tới thời điểm tổ chức lại của Olympic. Tất nhiên là việc Olympic bị hoãn là điều mà chúng ta không hề mong muốn, nhưng cần phải thông cảm dành cho những nhà làm thể thao bởi đơn giản vào lúc này, họ không có lựa chọn nào khác trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic 2020 gần như ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ từ các quan chức, những người đứng đầu của thể thao thế giới, cũng như phần lớn các vận động viên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, tất cả đều hiểu rằng đây là một sự lựa chọn không thể khác. Đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta không cần những bài giảng để hiểu được thế giới đang ở trong tình trạng nguy cấp như thế nào. Mọi thứ đều rất khó khăn. Chúng ta cần hiểu được giá trị của Olympic. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các vận động viên đã phải đóng cửa ở nhà, họ không tập luyện, không được trang bị những gì là tốt nhất. Trong bối cảnh đó, nếu họ cứ đến Olympic, thì giá trị của những cuộc tranh tài sẽ không còn nữa. Tôi cảm thấy khá bất ngờ vì quyết định được đưa ra khá nhanh. Tuy nhiên, tôi vui vì đây là quyết định đúng, dựa trên tình hình hiện tại. Tất cả là vì lợi ích và an toàn của các vận động viên. Ngoài ra, tôi cũng rất cảm thông với ban tổ chức Olympic Tokyo. Việc khoảng Thế vận hội sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề và hy vọng tất cả sẽ tận dụng khoảng thời gian phía trước để chuẩn bị tốt cho giải đấu vào năm tới. Thật thất vọng, vô cùng thất vọng khi năm nay tôi không thể tranh tài tại Olympic. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần phải hiểu được tình hình vào lúc này. Có những điều còn quan trọng hơn thể thao. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lại được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của Thế vận hội vào năm tới. Còn với người dân thành phố Tokyo, đa phần đều hiểu được quyết định từ phía chính phủ Nhật Bản cũng như ban tổ chức Thế vận hội. Dù vậy, việc lùi thời điểm tổ chức Olympic sang mùa hè năm sau cũng đem đến những sự hụt hẫng. Tôi có hai cặp vé xem Olympic. Tôi thực sự đã phải dành dùm để có cơ hội được thưởng thức hai trận đấu bóng đá, một trận tại vòng bảng và một trận tại bán kết. Thực sự thì tôi rất mong muốn Olympic diễn ra ngay trong năm nay. Giờ biết tin này thì đó thật sự là một cú sốc. Hiện tại tôi vẫn chưa biết gì về việc hoàn tiền vé hay sử dụng những tấm vé này cho năm tới. Olympic 2020 đã chính thức bị hoãn, còn với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, thời điểm các giải đấu này trở lại vẫn còn đang là một dấu hỏi. Một ngày sau khi La Liga tuyên bố hoãn vô thời hạn, ban tổ chức Bundesliga cũng đã có hành động của riêng mình. Tối qua, Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức đã đưa ra thông báo về việc kéo dài thời hạn hoãn Bundesliga từ mùng 2 tháng 4 đến sớm nhất là ngày 30 tháng 4. Tất nhiên, đây chỉ là một cột mốc dự tính, còn thời điểm giải đấu sớm trở lại sẽ phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh. Ưu tiên hàng đầu là hoàn thành Bundesliga trước ngày 30 tháng 6, kể cả việc diễn ra trong tình trạng không có khán giả. So với các giải đấu khác tại châu Âu, những người đứng đầu Bundesliga là lạc quan nhất khi La Liga hoãn vô thời hạn, còn Premier League dự kiến trở lại vào đầu tháng 6.
Việc Bundesliga tiếp tục hoãn rõ ràng khiến cho các câu lạc bộ giải quyết thêm rất nhiều vấn đề trong thời gian sắp tới. Nổi bật nhất là câu chuyện cắt giảm chi phí. Trong thời buổi, các nguồn thu nhập từ bán vé hay là bản quyền truyền hình đều sụt giảm nghiêm trọng. Để đảm bảo mức thu nhập vừa đủ cho toàn bộ nhân sự, hai câu lạc bộ hàng đầu Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đã kêu gọi các cầu thủ giảm khoảng 20% lương trong thời gian tới. Lời đề nghị bất đắc dĩ của hai đội bóng này đã nhận được sự đồng tình từ các cầu thủ. Trong khi đó, huấn luyện viên Lucien Favre của Dortmund cũng khẳng định ông sẽ không nhận lương trong thời gian Bundesliga tạm dừng. Với Borussia Dortmund, việc cắt giảm 20% lương của cầu thủ sẽ giúp họ tiết kiệm 2,3 triệu euro mỗi tháng. Đây là khoản tiền sẽ giúp Dortmund có thêm nguồn lực để trả lương cho đội ngũ nhân viên trong thời buổi khó khăn. Sau Bayern Munich và Dortmund, Schalke 04 sẽ là đội bóng Bundesliga tiếp theo đề nghị các cầu thủ giảm lương trong vòng hơn một tháng tới. Hồi đầu tuần, câu lạc bộ Barcelona cũng kêu gọi các cầu thủ giảm một phần lương của mình để hỗ trợ tài chính cho đội bóng. Tuy nhiên, cuộc họp giữa ban lãnh đạo xứ Catalonia cùng ban cán sự của Barcelona vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Các cầu thủ Barcelona cho biết họ cần tham vấn các chuyên gia tài chính cá nhân trước khi đồng ý việc giảm lương. Tại Italia, giám đốc kỹ thuật của AC Milan Paolo Maldini vừa có những chia sẻ đầu tiên sau khi được xác nhận là nhiễm COVID-19. Vào tuổi 50, thì danh thủ này đã khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình. Chia sẻ trực tiếp với báo chí Italia cũng như trên mạng xã hội, Paolo Maldini xác nhận hiện tại anh đã khỏe hơn rất nhiều. Cựu hậu vệ của AC Milan cho biết COVID-19 hoàn toàn không giống cảm cúm thông thường, bởi nó gây ra những cơn co thắt lồng ngực, gây ho khan, đau cơ và làm huyền thoại 51 tuổi mất hoàn toàn vị giác cũng như khứu giác. Hiện tại những triệu chứng tệ nhất đã qua đi và Maldini đã trấn an người hâm mộ rằng anh sẽ sớm bình phục trong vòng một tuần tới. Trong khi đó, ông chủ của hai câu lạc bộ Nottingham Forest và Olympiacos là Evangelos Marinakis đã hoàn toàn bình phục sau 2 tuần điều trị COVID-19. Nhà kinh doanh 52 tuổi phát biểu trên website của Olympiacos rằng dựa trên trải nghiệm trong 14 ngày qua, ông mong muốn toàn thế giới hãy ở nhà và tự bảo vệ mình trước đại dịch nguy hiểm này. Có lẽ Pepe Reina là một trong số những người ý thức sự nguy hiểm ấy hơn cả khi tiết lộ anh đã tự cách ly vì cảm thấy mình có những triệu chứng của COVID-19. Mặc dù chưa hề được xét nghiệm, nhưng hành động tự cách ly của Reina cho thấy anh có tinh thần và ý thức rất cao. Còn tại Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cùng với người đại diện Jorge Mendes đã tài trợ thiết bị y tế cho một số bệnh viện tại Lisbon và Porto nhằm giúp ngành y tế Bồ Đào Nha chống chọi với dịch COVID-19. Được biết, tổng giá trị gói tài trợ của CR7 lên đến khoảng hơn 1 triệu euro. Chuyển sang phần tin trong nước, vài ngày sau khi trở lại từ quãng nghỉ do dịch COVID-19, câu lạc bộ Hà Nội đã tăng cường độ tập luyện. Nhà đương kim vô địch muốn các cầu thủ làm quen với khối lượng tập luyện nặng trong bối cảnh đội bóng có những thiếu hụt về mặt nhân sự. Nếu như vào cuối tuần qua các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chỉ tập nhẹ bên cạnh những bài chạy bền, thì đến buổi tập mới nhất, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã yêu cầu các học trò quay lại cường độ cũ. 2/3 buổi tập chiều ngày 24 tháng 3 được dành cho việc rèn thể lực và kiểm soát bóng. Hơn một tiếng còn lại, toàn đội chia thành 4 tốp đá đối kháng luân phiên. Đây là cách giúp cho các cầu thủ trẻ, nhất là những cái tên đang nỗ lực khỏa lấp thiếu hụt nhân sự nơi hàng phòng ngự như Văn Xuân và Việt Anh, sớm đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Họ sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều để thay thế Duy Mạnh, hiện vẫn vắng mặt vì chấn thương, hay Trần Đình Trọng chỉ có thể thi đấu ít nhất sau 2 tháng nữa. Mới đây Đình Trọng đã phải đi hút dịch đầu gối và dự kiến sẽ tới PVF vào tuần sau để bắt đầu quá trình tập hồi phục. Đáng tiếc hơn cả với đội bóng thủ đô có lẽ là trường hợp của tân binh Romario. Lý do là bởi anh đã đạt được thể trạng tốt nhất, nhưng vẫn lỡ hẹn lượt đi mùa giải năm nay bởi trục trặc giấy tờ. Thời gian chờ đợi của Romario sẽ càng dài hơn vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và đây cũng là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo đội bóng phải siết chặt kỷ luật cũng như an ninh tại câu lạc bộ. Đúng là đội bóng cũng gần như là cũng không có cà phê hay là tham gia những hoặc là giải trí, ví dụ như là xem phim hay là đi trung tâm thương mại
nữa trong khoảng 1-2 tuần nay trở lại đây. Thì đúng là việc đó cũng giảm bớt cái sự vui vẻ cũng như là tinh thần đội bóng. Tuy nhiên thì nó lại tạo sự mối gắn kết khi mà đội sẽ tập trung ở đội nhiều hơn. Thì anh em sẽ cố gắng là có thể là qua phòng nhau nói chuyện hay là trao đổi thông tin nhiều hơn. Thì đấy là cái cách để mình phòng ngừa dịch bệnh trong cái mùa này. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, cầu thủ Nguyễn Thanh Bình của câu lạc bộ Bình Định đã phải tự cách ly vì vừa trở về từ vùng dịch Thái Bình. Như vậy, Thanh Bình là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam phải cách ly. Quá trình này bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 và được câu lạc bộ Bình Định hỗ trợ sát sao. Ở một diễn biến khác, tại AFF Cup 2020 năm nay đã có tin đồn về việc đội tuyển Australia sẽ lần đầu tiên tham dự. Tuy nhiên, khả năng điều này xảy ra gần như là không có. Vào thời điểm này chưa có thông tin về việc Australia đăng ký tham dự AFF Cup 2020. Như vậy khó có khả năng đội tuyển từng 5 lần tham dự World Cup sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Trước đó bóng đá Australia mới chỉ tham dự các giải trẻ Đông Nam Á kể từ khi trở thành thành viên của bóng đá khu vực vào năm 2013. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chủ động liên hệ với câu lạc bộ Ipswich Town đang thi đấu tại League One, tương đương với hạng đấu thứ 3 của bóng đá Anh, để có thể đưa Ekan Bagot về thi đấu. Trung vệ 17 tuổi, có bố là người Anh và mẹ là người Indonesia, đang là ngôi sao của đội trẻ Ipswich Town và có đủ điều kiện để nhập tịch thi đấu cho đội tuyển xứ Vạn Đảo. Trước khi khép lại bản tin, xin lưu ý với quý vị khán giả là bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ lên sóng một chương trình mới, Mổ Băng, Góc Chiến Thuật dành riêng cho quần vợt. Chương trình đầu tiên được phát sóng vào lúc 22 giờ ngày hôm nay trên kênh Bóng Đá TV. Chúng ta sẽ cùng phân tích lại trận chung kết Indian Wells Masters 2011 giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.